Quay là cái là người khách này thì thường nó là thùng ghế để đang sản xuất ghế đông lạnh cho các nhà hàng trên toàn quốc, bán buôn bán lẻ xuất khẩu, xuất đi cho tỉnh mình đi ra bến xe rồi gửi đi lên các cái tỉnh cửa khẩu, sau đó thì đi qua Trung Quốc thì lên đến cửa khẩu rồi sẽ có người đón chuyển tiếp sang Trung Quốc. Còn nếu mà xuất đi Lào, Campuchia hoặc Myanmar thì cứ đi ra bến xe nước ngầm rồi sẽ có xe mình sang thẳng bên Lào hoặc là Campuchia, bến xe Nam Lào đấy, hoặc là Bắc Lào rồi từ đó sẽ đi tiếp các nước khác. Bà con nghiên cứu thêm tại website chanh chay thanh xuân.com.